Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video chiều nay. Thì trong video chiều nay là ngày 10 tháng 3 năm 2022, chúng tôi tiếp tục cập nhật nhanh tiến độ tình hình của dự án cải tạo chỉnh trang công trường Berlin như trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Thì theo nhận mới nhất của chúng tôi chiều nay ngày 10 tháng 3, đơn vị thi công công trường Berlin đã tháo dỡ rào chắn bên ngoài rồi nha các bạn. Đó, hình ảnh các bạn xem tôi mới gặp chiều nay 10 tháng 3, thì đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn, tuy nhiên cảnh quan bên dưới vẫn được chưa được hoàn thiện. Hiện nay đơn vị thi công đang tích cực khẩn trương hoàn thiện cảnh quan bên dưới nha các bạn. Thì khả năng trong tuần này hoặc đầu tuần sau thì đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình. Như vậy là trong tháng 3 này thì đơn vị thi công sẽ bàn giao. Còn một số hạng mục nhỏ nữa thôi các bạn. Thì đơn vị thi công đã tháo dỡ cái rào chắn rồi. Như vậy đơn vị thi công sẽ bàn giao trong tháng 3 này. Bồn hoa đơn vị thi công đã hoàn thiện rồi, còn chỉ một số cái chậu bông thôi. Đơn vị thi công đang tiếp tục đây là những chậu bông nha các bạn. Đơn vị thi công đang chuẩn bị hoàn thiện nốt các những chậu bông nha các bạn. Đó. Hiện nay đơn vị thi công đã tháo dỡ rào chắn rồi. Ngày 10 tháng 3 các bạn, thì chúng tôi cũng cập nhật nhanh tiến độ tình hình của công trình cải tạo chỉnh trang công trường Berlin cũng như là trùng tu tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo các bạn nắm bắt được. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đồng hành cùng tôi. Xin chúc tất cả các bạn cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.